Sáng ngày 31 tháng 12, Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Kiến An phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trao tặng kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho hai phường Đồng Hòa và Quán Chữ, cùng dự có đồng chí Phạm Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận Kiến An bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực của các cấp chính quyền trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng với mong muốn đóng góp một phần hỗ trợ các cấp chính quyền phòng chống dịch, Agribank chi nhánh quận Kiến An cho tặng hai phường Đồng Hòa và Quán Chữ, mỗi phường 5 triệu đồng. Thời gian qua phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Agribank chi nhánh quận Kiến An luôn chú trọng thực tốt công tác an sinh xã hội, chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thông qua ủng hộ bằng tiền và hiện vật cho các địa phương, lực lượng phòng chống dịch. Mới đây, phòng giao dịch cũng đã hỗ trợ phường Trần Thành Ngọ 10 triệu đồng.